Vừa qua, Taco Mazda đã tổ chức buổi tri ân khách hàng đang sử dụng các dòng xe của hãng. Cũng trong dịp này, Taco đã ra mắt người tiêu dùng miền Nam chiếc Mazda CX-8, mẫu SUV 7 chỗ duy nhất của Mazda tại thị trường Việt. Taco là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất lắp ráp ô tô tại Việt Nam, đồng thời cũng là nhà phân phối các thương hiệu nổi tiếng gồm Kia, Mazda, Peugeot, Mini, BMW. Trong đó, Mazda là thương hiệu được Taco phân phối với nhiều dòng xe như Mazda 2, Mazda 3, Mazda 6 và Mazda CX-5. Những sản phẩm mang đậm chất thiết kế Kodo cùng công nghệ SkyActiv, tối ưu hóa hiệu suất của động cơ, tiết kiệm nhiên liệu, êm ái và thân thiện với môi trường. Năm 2018, Taco Mazda đầu tư nhà máy hiện đại, đi đôi với những công nghệ mới nhất được chuyển giao từ tập đoàn Mazda Nhật Bản. Mazda CX-8 chính là sản phẩm thế hệ 6.5 đầu tiên được giới thiệu tại thị trường Việt Nam cũng như thị trường Đông Nam Á. Mazda CX-8 là mẫu SUV 7 chỗ full size cao cấp, có không gian nội thất rộng rãi, phù hợp với sử dụng cho gia đình. Xe sử dụng khung gầm của người anh em Mazda CX-9. Tuy nhiên, đã được cải tiến khoang động cơ gọn hơn để sử dụng động cơ SkyActiv 2.5 lít mới, hút khí tự nhiên. Bên cạnh đó, còn được ứng dụng công nghệ phun xăng trực tiếp với tỷ số nén cao, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp, hệ thống theo thế hệ 6.5 mới nhất. Mazda CX-8 được trang bị nhiều tiện nghi cao cấp như đa nắp ba, hệ thống loa Bose, màn hình HUD, hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập, hệ thống an toàn chủ động thông minh. Song song đó là sự xuất hiện của nhiều công nghệ mới như ga tự động tích hợp với radar, hỗ trợ người lái tập trung và cảnh báo vật cản phía trước, hỗ trợ phanh thông minh và nhiều tính năng khác. Mazda CX-8 có 3 phiên bản là Premium với 2 tùy chọn 1 cầu và 2 cầu, All-Wheel Drive, Luxury và Deluxe, hướng đến khách hàng đam mê công nghệ mới, chú trọng các tính năng an toàn chủ động, tiện nghi và sang trọng. Cũng trong dịp này, Mazda đã giới thiệu ứng dụng Mazda Service trên smartphone nhằm tăng cường kết nối và chăm sóc khách hàng, tổ chức các chương trình ưu đãi, chăm sóc dịch vụ cho khách hàng tại hệ thống các xưởng dịch vụ của Mazda trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7 năm 2019.